Hello tất cả mọi người, hôm nay Nhi sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc máy vừa nâng cơ, kéo căng da mặt, như là kéo căng chỉ tại các spa. Và không chỉ đơn giản là kéo căng da bên ngoài, và còn làm giúp cho những sợi cơ của mình săn chắc hơn, đồng thời kéo căng lên giúp da của mình săn hơn, căng hơn và trẻ trung hơn nha mọi người nha. Chiếc máy này vừa mới được ra mắt vào ngày 30 tháng 8 của hãng Yaman. Chiếc máy cực kỳ dễ cầm và dễ sử dụng luôn mọi người. Với thiết kế vờm, chiếc máy sẽ giúp ôm sát vào những vùng xung quanh mặt của mình đây. Và với những chị em nào vùng bị nọng cam, mình chỉ cần áp sát vào lại và giữ trong vòng 1 phút, và nhớ chăm chỉ sử dụng thì sẽ đạt hiệu quả cao. Đây, chiếc máy có thể sử dụng cho face và body, có thể sử dụng những vùng cánh tay, có thể sử dụng nâng ngực, mông và bụng, nhưng nó sẽ nhỏ cho nên là khi sử dụng những vùng to như bụng và mông sẽ mất thời gian hơn một chút xíu. Máy sử dụng với cổng sạc USB 3 tiếng đồng hồ sẽ sử dụng được khoảng 30 phút nha mọi người nha. Máy này sử dụng được mỗi ngày nè, với hai chế độ, đó là với công nghệ Hita sẽ giúp làm mềm các cơ, tránh mỏi cơ, mềm cơ ra, và kết hợp cùng EMS sẽ làm săn các bó cơ của mình. Khi kết hợp cùng với gel và man thì sẽ giúp cho các tần sóng được hiệu quả hơn, và đồng thời khi với ánh đèn led đỏ và xanh, ánh đèn led đỏ sẽ giúp cho mình được chống lão hóa, ánh đèn led xanh sẽ giúp cho sáng da hơn nhiều và đẩy lùi các hắc tố melanin, ngăn ngừa các hắc tố melanin phát triển nha mọi người nha, có nghĩa là sẽ ngăn ngừa nám và giúp sáng da. Thì sau khi khoảng 4 5 ngày sử dụng liên tục mỗi một ngày, thì một ngày mỗi một lần sử dụng thì một vùng mình có thể đặt khoảng chừng 1 phút nha, và toàn bộ khuôn mặt của mình có thể sử dụng được khoảng 10 phút trong mỗi ngày. Và đồng thời sau 4 lần sử dụng thì buổi tối sử dụng xong thì sáng thức dậy như cảm thấy những dưỡng chất mà Nhi đã thoa vào mặt nó thẩm thấu hơn rất là nhiều, và cảm giác là da mặt của mình mềm mịn hơn và cảm giác da mặt căng lên mọi người. Đây là gương mặt của Nhi, chỉ mới thoa dưỡng và thoa chống nắng, và Nhi chống nắng dành cho được cả em bé của Shiseido đi, và sau đó là Nhi trang điểm luôn mọi người chứ không đánh lớp nền nhiều ha, cho nên nhìn rất là nhẹ nhàng vì tối hôm qua Nhi đã sử dụng máy này ha. Máy rất là dễ sử dụng luôn nha mọi người nha. Dễ thương không? Ok, hy vọng rằng những chia sẻ của Nhi sẽ giúp ích cho mọi người. Tạm biệt mọi người, bye bye!